vàng rộm luôn nhé. Đấy các bạn nhìn này. Đấy, rất là to luôn, thịt rất là thơm nhé. Đấy. Xin chào tất cả mọi người nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với clip tiếp theo của mình. Ngày mới thì chúc tất cả mọi người vui vẻ. Thì hôm nay cũng là cuối tuần rồi, thì mình có chuẩn bị một cái con cá chê siêu to khổng lồ này. Đấy các bạn nhìn này. Đấy. Đấy, cuối tuần là lại phải nhậu các bạn. Thì hôm nay mình sẽ làm cái món là cá chê lướng siêu cay nhá. Đấy, thì nguyên liệu siêu cay của mình này là cái vẫn là nguyên liệu quen thuộc thôi, sa tế với lại tương ớt nhá. Đấy, ớt thôi. Đấy. Thì ok, thì các bạn ơi, thì các bạn muốn biết cái mình nướng con cá chê này như nào thì nhớ xem video này nhá. Thì cuối tuần rồi, phải liên hoan thôi các bạn ạ. Thì bây giờ mình sẽ đi ướp con cá chê này bằng nguyên liệu siêu cay này nhá. Rồi mình sẽ đợi trong 2 đến 3 phút ý, thì mình sẽ mang đi xuống cái bếp ngoài kia để nướng siêu cay nhá. Đấy, các bạn cùng đi ướp cá với mình nhá. Ok các bạn ơi, thì bây giờ mình sẽ đi ướp cái gia vị này vào con cá chê này nhá. Đấy các bạn ạ. Cá chê này là cá chê nhà mình nuôi đấy, không phải cá chê mua đâu, nên thịt nó rất là ngon này. Các bạn nhìn thấy nhiều thịt không? Đấy, nhà mình sẽ nhâm lên cho các bạn xem này. Đấy, thì mình vừa mới nhờ cháu của mình bộ hộ cái găng tay nhá. Đấy, đây này, các bạn nhìn này. Đấy, thịt này. Đấy, thịt rất là ngon nhá. Bây giờ mình sẽ ướp nhá. Đấy. Mùa lạnh này có cái món cá chê lướng siêu cay này ăn rất là ngon các bạn ạ. Đấy, các bạn nhìn nhá. Đây, các bạn nhìn này. Cay phải biết các bạn ạ. Đấy các bạn nhìn thấy chưa? Ớt này. Rồi cho xả và cho thơm nữa các bạn. Hôm nay cuối tuần rồi, các bạn có đi nhậu đâu không? Hôm nay mình không đi nhậu các bạn ạ. Mình lại ở nhà làm cái món cá chê lướng siêu cay này để thưởng thức nhá. Thì mình ăn một lần cái món cá chê này rồi, rất là thích các bạn ạ. Đấy. Nên hôm nay mình sẽ làm, quyết định làm một món cá chê này để thưởng thức xem cái tài năng nấu ăn của mình có ngon không nhé. Đấy. Đấy, mình sẽ bôi siêu cay luôn nhá. Đấy. Ừ, nó hơi mắc. Đấy các bạn nhìn này. Mình sẽ quét đều hết lên con cá này nhá, để cho nó ngấm đều nhá. Đấy. Đấy. Các bạn nhìn thấy ngon chưa? Đấy, lần đầu tiên mình nướng cá chê lướng siêu cay ấy. Cái con cá chê này nó lắm thịt các bạn ạ. Ok các bạn ơi, thì mình đã ướp xong gia vị nhá. Thì bây giờ mình sẽ đợi trong 2 đến 3 phút thì mình sẽ mang con cá chê này xuống cái bếp dưới kia mình đã chuẩn bị sẵn nhá, để mình lướng nhá. Ok các bạn ơi, thì bây giờ mình đã đặt cái con cá này lên nhá. Đây, mình quay qua các bạn cho bạn xem này. Đấy. Ngon chưa các bạn ơi? Đấy. Tí mình lướng siêu cay lên nó ngon được. Đây mình còn lật lên này. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Rất là to luôn nhá. Đấy. Thịt rất là thơm luôn nhá. Thì bây giờ mình sẽ lướng nhá. Lướng cho đến bao giờ chín thì mình sẽ mang đến mâm kia để ăn nhá. Đấy các bạn ạ. Đấy. Ngon lắm các bạn. Ok các bạn ơi, thì cá chê của mình sắp chín rồi nhá. Bây giờ mình sẽ cho thêm một ít dầu ăn này. Mỡ nhá, cái mỡ này vào nhá, để cho nó chín đều nhá. Cái này mình hơi quá lửa các bạn. Mình để vẫn để sát quá ấy, thì nó hơi bị cháy các bạn. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ cho thêm ít dầu ăn vào cho nó chín nhá. Bạn nhìn thấy ngon chưa? Thank you.
Đấy các bạn ơi, cá của mình đã chín rồi nha. Đấy các bạn nhìn này, vàng rộng luôn này, rất là thơm luôn nha. Thì bây giờ mình sẽ nướng thêm 1-2 lúc nữa, rồi thì mình sẽ cho nó chín kỹ đi nha. Đấy các bạn ạ. Đấy, đi nhậu mà có mồi cá chê nướng siêu cay này thì ngon lắm các bạn nhá. Đấy, thì bây giờ mình sẽ nướng thêm 1-2 phút nữa, rồi mình sẽ cho lên cái mâm kia để mình đánh chén nhá. Đấy, mình quay qua, quay sát cho các bạn xem này. Đấy, cá chê này vàng rộm luôn nhá. Đấy, các bạn nhìn này. Đấy, rất là to luôn, thịt rất là thơm nhá. Ok các bạn nhá, thì cá của mình đã chín rồi nhá. Bây giờ mình đã cho ăn mâm rồi. Bây giờ mình sẽ quay qua cho các bạn một lần nữa để cho các bạn chiêm ngưỡng cái con cá siêu cay của mình nhá. Đấy, đây nhá, mình sẽ quay. Ngon chưa các bạn ơi? Thịt này. Đấy, mình sẽ quay gần hơn nữa nha. Đấy, miếng thịt này như miếng thịt trâu luôn các bạn nhá. Đấy, thì bây giờ mình sẽ đặt máy quay ra kia rồi mình sẽ ra thưởng thức nhá. Đấy, ngon quá các bạn ạ. Ok các bạn ơi, thì cuối cùng thì con cá của mình đã chín rồi nha. Đấy các bạn ạ, thơm lắm luôn. Thì mình đã chuẩn bị thêm một cái ba nước chấm này, vẫn là muối ớt nhá. Đấy, mình sẽ vắt thêm quả chanh nhá. Đây nha, vẫn là nguyên liệu chấm quen thuộc thôi. Ngon lắm các bạn. Đấy nha, muối ớt đã. Bây giờ thì mình sẽ thưởng thức nha. Đấy các bạn, mình mời tất cả các bạn nha. Bạn nào đến gần đây thì đến ăn cùng với mình nha. Ngon, dài lắm các bạn. Wow, mình thử miếng này. Đấy các bạn này, miếng da nhá. Ui, các bạn nhìn này, khoáng này. Giòn tan luôn. Ngon các bạn. Rồi, thả miếng thịt nữa nha. Ngon lắm. Hơi thật đấy các bạn. Wow, thì chín giòn luôn. Ngon lắm. Phê. Nói chung là mùa lạnh này ăn cái món cay cay này ngon lắm. Đấy, các bạn nhìn thịt này. Đấy. Wow, mình sẽ làm miếng chỗ bụng này nhá. Đây các bạn nhìn này, miếng thịt này vàng vàng rộm luôn này, rất là ngon nhá. Vàng. Hơi cay các bạn ạ. Ngon. Thơm. Đấy các bạn, mình ăn cái thịt này một lần rồi, lần này mình vẫn thích các bạn. Ngon, tuyệt vời luôn. Đây, các bạn nhìn miếng thịt này. Úi dồi ôi, như muốn thịt trâu luôn. Giờ mình thưởng thức nha. Thịt trâu. Ngon, tuyệt vời. Quý các bạn này, wow, miếng này ăn thì phê này. Cái da ăn cá này rất là dai các bạn ạ, rất là ngon. Phê không? Ngon. Mình sẽ thưởng thức như thế ấy nhá. Tiếp này. Đấy, các bạn nhìn này. Ui. Cầm nó không được chắc các bạn này. Đấy. Chấm nhá. Đấy, các bạn nhìn. Tuyệt vời luôn.
ngon. Lần đầu tiên mình nướng được con cá siêu cay như thế này các bạn, ăn rất là thích luôn. Đây, các bạn nhìn ra này, giòn luôn. Miếng thịt này, đấy các bạn nhìn này. Tuyệt vời. Ôi, nhưng mà hơi cay các bạn. Ngon. Nói chung là tuyệt vời các bạn. Từ bé lớn giờ mình mới lớn được con cá ngon như thế này. Thì thật đấy. Ngon chưa các bạn ơi? Cay. Ok các bạn ơi, thì bây giờ mình sẽ thưởng thức một hai miếng nữa rồi mình sẽ mang vào kia cho các em nhỏ trong sân nhà mình đang chơi nhá. Đấy. Nói chung là miếng ngon là phải chia đều cho tất cả mọi người ăn nó mới vui các bạn ạ. Xương. Các bạn. Wow. Miếng này. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Thịt. Ngon. Thì ok các bạn ơi, thì mình cũng đã thưởng thức hết một lửa con cá rồi nha. Các bạn rất là ngon luôn, rất là tuyệt luôn. Hôm nay mình quên không chuẩn bị cái lon bia ấy, nên nó vẫn chưa gọi là tuyệt lắm. Thì chắc video clip của mình dừng ở đây thôi. Thì bạn nào yêu quý mình thì nhớ like cộng subscribe kênh ủng hộ cho mình nha. Còn bạn nào có những ý tưởng nào hay muốn mình làm trong video tiếp theo ấy, thì nhớ comment dưới video nha. Còn bây giờ là xin chào và hẹn gặp lại nha.